Thưa quý vị, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy. Trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, đồng bộ trong công tác tăng gia sản xuất. Đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các đơn vị triển khai mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, ghi nhận của phóng viên truyền hình quân đội. Đây là mô hình vườn tăng gia sản xuất của tiểu đoàn 1, trung đoàn 6. Với hơn 3.000 mét vuông diện tích đất được đầu tư hệ thống vườn mái che bằng màng mỏng ni lông, tiểu đoàn đã quy hoạch phân khu, phân vùng một cách hợp lý. Đơn vị đã tiến hành lựa chọn các chủng loài rau phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết để đảm bảo sản xuất được 100% rau củ quả đưa vào trong bữa ăn hàng ngày cho bộ đội. Ngoài ra, tiểu đoàn cũng tập trung đẩy mạnh các mô hình chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm để góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn cho cán bộ chiến sĩ. Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm và rau củ quả trong thời gian tới, thì tiểu đoàn luôn chú trọng đầu tư công tác tăng gia và tạo giống, tạo nguồn, gội vụ tiếp theo để cho bộ đội và dự trữ cho các ngày lễ Tết, đặc biệt là sắp tới là Tết Nguyên Đán và tiếp nhận lực lượng tân binh mới. Với phương châm ở đâu có bộ đội, ở đó có công tác tăng gia sản xuất. Vì vậy, mặc dù có nhiều đơn vị vừa mới di chuyển về làm việc ở cơ sở mới, song lãnh đạo chỉ huy các đơn vị cũng đã nhanh chóng quy hoạch và đầu tư xây dựng các mô hình tăng gia sản xuất quanh bếp, quanh vườn theo hướng bền vững. Sau khi ban chỉ huy quân sự huyện Phong Điền được di chuyển vào cái sở chỉ huy mới, đối với khu vực này thì cái chất đất, địa hình rất là khó khăn trong cái công tác tăng gia sản xuất. Song dưới sự quyết tâm của đảng ủy chỉ huy, tập thể cán bộ trong cơ quan đã tiến hành là cải tạo và phân khu, phân vùng để bảo đảm cho cái công tác tăng gia sản xuất tốt nhất. Đầu tư hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn ngày công để tiến hành xây dựng. Một trong những điểm nổi bật trong công tác tăng gia sản xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế trong những năm qua đó là các mô hình tăng gia sản xuất quanh khu vực hầu cứ đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Các mô hình chăn nuôi tập trung kết hợp với trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả đã thực sự mang lại hiệu quả và nguồn thu nhập về kinh tế cho các đơn vị. 2020, ngành hậu cần tiếp tục duy trì, giữ vững ổn định các mô hình tăng gia sản xuất ở khu vực quanh bếp, quanh doanh trại và khu vực khu hậu cứ, bảo đảm thực hiện các tốt các mô hình như vườn mái che cơ bản, bảo đảm đủ chỉ tiêu rau xanh, hệ thống dàn ao chuồng cơ bản và thực hiện tốt chỉ tiêu 3 xanh và 3 không, đồng thời là chỉ đạo cả cơ quan đơn vị khắc phục các cái sự khó khăn của thời tiết khí hậu cũng như là dịch bệnh để duy trì hiệu quả các cái mô hình. Có thể khẳng định, việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tăng gia sản xuất không những đã tạo ra nguồn rau sạch, thực phẩm sạch để nâng cao chất lượng trong bữa ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sĩ, mà còn mang lại nguồn thu nhập kinh tế cho các đơn vị, đồng thời xây dựng tiềm lực hậu cần khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị, thành ngày càng vững chắc ngay trong thời bình. Qua đó đã góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.